Hôm nay ban bác ái khai thác của giáo phận Thanh Hóa cùng với hội bảo trợ người khuyết tật trẻ mồ côi của huyện Nga Sơn với cha xứ của giáo xứ Bạch Câu đến nhà bé Nhi tại xã Nga Thạch, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa, và bên cạnh đó là có chị Hoa là chủ tịch hội bảo trợ người khuyết tật trẻ mồ côi của Nga Thạch đại diện cho chính quyền địa phương. Hôm nay chúng tôi đến đây để trao cho bé Nhi một cái suất học bổng của chương trình là hạt giống xanh. Thì đây là cái suất học bổng mà tài trợ cho những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, nhất là những trẻ mồ côi, để cho các cháu có cái động lực để bước vào năm học mới. Thì bé Nhi đó thì một cô cha, thì bây giờ thì ba mẹ con về đây ở với bà ngoại, nhà cửa thì chưa có cho nên là đang lý do cho bà ngoại ở đây, hoàn cảnh rất là khó khăn cho nên là cái suất học bổng này là của hất đỗ, là vị ân nhân qua nhóm hạt giống xanh trao tặng cho con. Đây là tất cả những các cái dụng cụ học tập nhá, rồi các cái ngữ bản đó. Ví dụ trong đây là có 4 triệu đồng của con để con nộp tiền học cho năm học mới nhé. Hết lòng cảm ơn vị ân nhân hất đỗ cũng như là nhóm hạt giống xanh đã trao cho bé Nhi có được một món quà rất là ý nghĩa để cháu bước vào năm học mới. Hy vọng rằng với cái món quà này thì cháu sẽ đạt được kết quả cao trong năm học mới. Và sau đây thì cháu Nhi có đôi lời, con cảm ơn các cô các chú. Phải nói toàn. Rồi mẹ cháu nói thay cho con nói to lên một tí. Con xin cảm ơn các cô các chú đã đến giúp đỡ gia đình nhà con ạ. Thì con rất mong các cô các chú quan tâm đến những hoàn cảnh khó khăn giống như nhà con ạ. Mấy nhà con cố gắng nhé, cố gắng nhá, vượt qua khó khăn. Đây là địa bàn của chị Hoa, có đôi lời. Thì thay mặt cho hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi xã Nga Thạch xin được trân trọng gửi lời cảm ơn đến tất cả các nhà hảo tâm đã dành những tấm lòng vàng cao quý nhất của mình, và cảm ơn những cha thường, các cha các sơ đã quan tâm đến, cảm ơn hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi huyện đã cũng luôn quan tâm và dành những suất quà đặc biệt nhất cho trẻ em mồ côi của xã Nga Thạch ạ. Thì đấy là bên chính quyền, bên giáo quyền cha Linh, cha xứ Bạch Câu của tôi là xin mời cha Linh. Kính thưa cha chủ tịch và các cha cư sơ bác gia đình, Nga Thạch thì cũng nằm ở trong cái địa bàn của giáo xứ Bạch Câu, cái trong vùng này nằm trên 6 xã rồi, cũng còn có rất là nhiều những mảnh đời bất hạnh cũng như là có những em nếu không có sự giúp đỡ của các gia nhân thì khó có cơ hội để đến trường, thì chúng ta kết nối được trong cái tình yêu thương và nó cho em cái cần câu để đó là những cái con chữ và sau này lớn lên trưởng thành để trở thành một người có ích cho xã hội. Và đây thì con thấy thì cha giám đốc cũng như là cái sơ đã chuẩn bị một cái phần quà có thể là nói là tương đối đủ để cho em có thể là học tập trong một năm, thì có với số tiền là 4.250.000, rồi có bút chì, bút bi, sách vở, cặp đeo, áo mũ, cả áo mưa nữa. Đó là những phần quà rất là thiết thực cho bọn em học sinh. Với cái tư cách là trong trên cái địa bàn thì giáo xứ cảm ơn ngài, cảm ơn kỹ sư và thầy đoàn rất là nhiều. Còn một tràng pháo tay để chúc cho những người có hành trình yêu thương của Caritas Thanh Hóa. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin quý vị hãy bấm vào nốt đăng ký bên dưới video này và ấn vào nút chuông bên cạnh, để chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.